Nhà Trắng công bố chuyến đi của Phó Tổng thống Mỹ đến Việt Nam. Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris sẽ tới Việt Nam và Singapore trong tháng 8 để tăng cường quan hệ với hai đối tác trọng yếu tại Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương. Trong chuyến đi, Phó Tổng thống sẽ trao đổi với lãnh đạo hai nước về nhiều vấn đề cùng được quan tâm, bao gồm an ninh khu vực, phản ứng COVID-19 toàn cầu, biến đổi khí hậu và nỗ lực chung để thúc đẩy trật tự quốc tế dựa trên luật lệ, phát ngôn viên Phó Tổng thống Shimon Sander ngày 30 tháng 7 tuyên bố, theo Stretch Time. Phó Tổng thống Harris sẽ là Phó Tổng thống đầu tiên từng tới thăm Việt Nam, bà Sander bổ sung. Đây sẽ là chuyến công du đầu tiên ra ngoài châu Mỹ kể từ khi bà Harris vào nhiệm sở vào tháng 1 trên cương vị Phó Tổng thống nữ giới đầu tiên của Mỹ. Tuy Đông Nam Á không phải sở trường của bà Harris, chuyến đi này sẽ diễn ra ngay sau chuyến đi của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin tới Singapore, Việt Nam và Philippines vào tháng 7. Những chuyến đi này thể hiện cam kết lâu dài của Mỹ đối với một Đông Nam Á thịnh vượng và an ninh. Tiến sĩ Patrick Cronin, gia thuộc viện Hudsons Mỹ, nói với Shetham. Bằng việc tới thăm Singapore và Việt Nam, Phó Tổng thống Harris có thể củng cố các lợi ích chiến lược chung vì một trật tự ổn định dựa trên luật lệ với hai quốc gia có vị trí chiến lược nhất trong khu vực. Ông Cronin nhận định Mỹ biết thành công của Singapore là một tấm gương sáng cho khu vực, trong khi Việt Nam có tiềm năng rất lớn để giúp thúc đẩy nền kinh tế trong tương lai. Ông Cronin cũng nói.